Xin chào cả nhà. Hôm nay là sinh nhật của chồng mình. Mình bạn ông bà và chồng tới rồi. Bây giờ mình rửa trái cây để ra ông bà và chồng ăn. Ông bà và chồng kêu tới trễ, không có khi nào tới trễ, tới sớm lắm nữa nè. Giờ mình rửa trái cây. Nho này một hộp 30 nửa ký, rất là giòn cả nhà. Giòn ngọt. Nho này mình mua ở tiệm Nhân Dân, một ký 60 ngọt lắm luôn. Cái nho này nó sẽ rất là ngọt hơn cả nhà. Này ký mấy nè? Có tôi thấy nhớ rồi. Mình sẽ thử. Mời cả nhà. Ui ngọt như đường. Ngọt như đường luôn. Cái chồng này ha, ký mấy nhỉ? Det var ju som han sa, Lennart, när du pratade till henne om att köpa in toaletten sista. Sen när du avslutade ju det där som sa, fick jag väl säga, du vet, vård, du vet, men det är samma sak. Du åker ju inte precis. Du har min del innan. Du inte åker gå precis. Det slutar ju egentligen, det slutar med att de inte orkar något. Men där tror vi då. Làm đơn giản thôi, không ai không có ai đâu cả nhà. Mình chỉ có nướng thịt bò à. Thịt bò mình sắc mỏng mỏng, mình nướng sim với ba đội. Nướng chung với nhau. Xong rồi ăn bún thôi. Cũng ngon lắm. Mùa này mùa chơi ghi, ăn chơi ghi đã luôn cả nhà. Mời cả nhà nha. Ngọt lắm luôn á. Bây giờ mình bưng nghe cho mời mình nướng ba gọi sim với thịt bò. Rau câu mình đang rau câu cà phê với trái cây cả nhà. Đó. Bà nội tới. Hey bà nội. Ông nội với ba ginh cái giường của em dắt đem đi dục con mẫu chú ơi. Đi dục điên hả? Té bùm 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 bùm. Dắt đi. Hay. Ông nội với ba đi dục cái giường của em dắt rồi đó. Vậy nè, em dắt quậy. Em dắt hay. Bây giờ ông nội gói quá quà gì cho ba bự bự quá vậy? Bye bye. Thôi làm mốt. Giờ anh tới ăn thịt nướng nha anh. Dạ hai ông ăn bún à? Thịt thôi à? Không có đói bụng hả? Đó, bà nội mua 2 chậu bông tặng cho ba. Ông nội thì mua 2 cục quà, mua cục quà gì? Ấy da, ông ơi, dắt. Dắt không ăn tùm lum nè. Em ơi, vô rồi nè. Ok. Är det kött eller bacon? Det är det. Det är samma bacon, pappa. Sätt. Sätt. Det är det. Nói đấy.
Salad pappa. Salad, salad sốt. Yeah, cả tomat. Pappa nhớ nhiêu rạm à? Liter mà. Này. Liter. Liter. Số à. Đó là liter lít sốt à. Ah, lít sốt. Ủa. Đây việt cho tôi nên tôi lít nào nên phô rồi. Số à. Dạ. Trời ơi, tôi em dắt rồi. Ôi trời, nó đựa nho nó ăn rồi. Ôi ôi, nó ăn nho. Bà nội đang trả cho ba dùm trả đồ nữa nè. Đây đây đây, nho nè. Ăn nho nè. Ui, đấy mình nhéo cho. Ui. Nôm. Để bê thổ ra nè. Nôm. Qua mình đặt nè. Ui. Get this event. Mình mua cái này nhỏ thôi cả nhà. Cái này 8 người, 8 phần ăn thôi. Birthday to you. Happy birthday to me. Mama mod, mama mod. Mama come in, do ra mod. Nè. Happy birthday to you. Ê, ê, khúc nè, khúc nè. Bên, bên. Sốt. Jag vet inte vad Jack är det. Nó đun nếu nó đã. Nó đun nó đã. Nó đun nó đã. Nó đun nó đã. Nó đun nó đã. Nè. Mamma, kom med. Han bunkrar på sig, Jack. Yummy. Vad gör du, Jack? Mamma, kom in, yummy. Han dricker ju sådana. Cà chua này nó ngọt lắm luôn á cả nhà. Cà chua hả, nó mong nó mọng nước ngọt hơn ngọt. Gót. Bà bà gót. Chị Hai ngon không chị Hai? Em dắt em vô nó coi nó ngủ rồi kìa. Trời ơi, nó về tới. Nó về tới hay nó ăn mì, nó bị ăn mì Hàn Quốc rồi xong nó lên. Xong rồi ha. Kêu chờ ha, ba sinh nhật không chịu đâu, nó ăn mì Hàn Quốc bây giờ nó no luôn rồi. Nữa. Hả? Còn em dắt cũng no rồi, em nhắc cho bây giờ ăn nho quậy nè. Cái ngày tới luôn không nội nãy giờ. Ông nội ăn xong cái kia trước. Ông nội giờ ăn thịt bò thôi. Nãy tại em nội ăn cái thịt bò xong trước. Mẹ sợ có cái da ông nội dai ông nội nha ông nội á. Good Ben. No good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy blub blub to you. Hai mặt ua rồi, bye bye. Hai mặt ua rồi, gam ma rồi hả? Phía tiên ua hả? Chơi ồ. Chơi ồ, phía tiên ua rồi. Happy birthday chú dâu. Dắt rồi. Dắt ơi. Happy birthday chú dâu. Đó, ăn nhanh ngọn đĩa nè ông mọi cái nhà ăn chung với gia đình hết nha. Tôi sẽ chia lại việc nè. Ăn lân dễ thôi nha. Ôi trời ơi. Han kommer sin med för sig. Han var inte med 34 år då. Tại vì anh nói bà nội ăn không có nhiều, ăn hết chút xíu nó là biết rồi. Nó sợ electric banana bán ut på turné. Dự ăn. Custom. Mình ốp tối hôm qua. Em chào ông tới, em cho làm cho về cả nhà. Chắc nói happy birthday to you. Happy birthday to you.
Cắn nè, mình cho cắn nè. Có lẽ chạm bảo có dứ. Chạm bảo có dứ. Chạm bảo dứ. Chạm bảo dứ. Anh phải nó hồi hết nào. Mình chạm nước ăn chụp đấy. Ăn nào. Cắn. Cắn. Om du tittar på någon som gjort operationen och gjort det hyfsat bra så är det kär. Något där. Kär. Hon är inte för stet. Det här hamnar jag ändå om det är chồng nội nữa. 78 år. Om det är chồng tặng cho chồng mấy tờ cạo bây giờ chồng nó cạo cái trứng. Tre nya barn fick jag. Kom med hon där. Hon är till sen. Nej, får jag inte göra något annat sen. Kom igen, hon är till sen. Oh my god! Oh my god! Oh my god, vi fick 80 kronor! Vad säger du? Är det sanning eller? Jag vet! Det finns ju 80 kronor. 40? 340? 40 här, kom inte ihåg. Det var det faktiskt. Chúng được 80 đồng. Chúng được 40 nhân 2 thành 80 đồng. Bắt đầu mở quà. Chương trình mở quà. Ông nội tự gói nè, ông nội không biết gói cái gì trong. Rồi, đây vừa đi chơi. Thôi, dưới xe gai trời ơi. Quà của ba kìa. Tàn 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 tàn. Tàn 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 tàn. Hồi hộp quá. Vô con. Thôi hộp quá, ông nội gói kỹ quá. Thôi thật là. Ông nội. Ông nội gói rất là kỹ luôn. Cái thùng nữa. Cái thùng nữa. 33-41. Vilken storlek det är. Hej, hej, chúc mừng sinh nhật ba đây. Dì hai. Ồ, chú chắc là... Yo, mua hà đi. Spelar han roll eller? Ja. Jag bryr mig inte. Vill du ha flaggan också? Tack, tack. Yeah! Grattis, Sibé. Grattis på mig. Det är med kacka. Pappa. Ja. Nej. Det är en mörk choklad. Mm. Han har mjölk. Wow! Oj, oj, oj. Det är vi bra. Jag blir med det, pappa. Mamma! Mamma här. Ta en drick så mycket. Så får vi bröda. Så. Yeah! Mamma! Tack så mycket. Tack. Tack. Nej, 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 nej. Gott, gott. Mm. Yeah, gott då. Vill du ha mer? Mm. Han bara chú ăn cơm. Mở đâu? Mở bảo chú ăn. Nhầm, nhầm, nhầm. Để gott, gott, gott. Dắt ăn không dắt rồi, mẹ cắt miếng à. Chút xíu à. Gott. Ừ. Em Doan hả? Em Doan mệt rồi, ông bảo chú à. Nó mệt nó ngủ rồi. Nó không quan tâm tới ba. Nó cho em mệt em ngủ. Ngủ chút xíu nữa hồi em đi đá banh nữa ông bọn chú ơi.
Sen. Mời cả nhà ăn chung miếng bánh kem với mình nha. Cái này mình được cái đô bè, cái dâu. Đô bè. Good papa. Good. Very good. Yeah. Papa miếng. Let me add that. Let's ăn xong rồi ba má chồng đi về, bây giờ họ đi bác sĩ ông bộ chú ơi, bác sĩ khám theo định kỳ, mình khám khám ngực cả nhà. Chở em Doanh đi đá banh dục ở chỗ đá banh này, xíu ba về ba sẽ chạy tới. Bây giờ mình đi, mình đậu xe xong, đậu xe dưới hầm cả nhà. Bây giờ mình đi đi lên bác sĩ. Chua hả? Ba sinh nhật nó không ăn miếng nào hết nè. Tại vì đi học về cái ăn đoan mì. Bây giờ đá banh về, mẹo đói bụng, mẹo đói bụng. Mọi người chú ăn cho trộn nó mắm lên, nó mắm ở dưới á, trộn cho nó thấm vô. Ngon không? Ngon. Dạ ngon. Ăn tìm đem cái mặt cái chân kìa. Ăn xong rồi đi tắm nghe không? Rồi em dắt ngủ mới dậy nè, em dắt cặp cái nến mì nữa không bọn chú ơi. Ô nhà cái bên mua cái mua cái sofa để ở ngoài này cả nhà. Ê đùa. À mua mới mua, nhà đó mới mua cái bộ sofa để bên ngoài này dễ thương quá. Mình cũng thích bộ sofa như vậy. Nhưng mà ở bên đây nó không có nắng nhiều cả nhà. Ở đây nó không có nắng nhiều rồi xong rồi ha, nó rảnh lắm, ngồi ở ngoài ngồi không có được nhiều. Rồi xong rồi ha, trời mưa nó ướt nữa. Mình tính làm cái máy che mưa ở ngoài nhưng mà ha, chị bên nói làm không có được, làm mà chỉ có che dù thôi chứ máy chị ở ngoài mới giặt cái mấy con gấu này cái nọ của em dắt cho sạch sẽ nè ông bà chú ơi, tại cái giường của em dắt đem đi giục rồi cho nên mới giặt mấy con gấu cho em nó cho nó sạch sẽ, còn thêm một con bự nữa giặt, còn đang giặt thêm một con bự nữa giặt cho nó sạch hết. Go đi đâu hả? Where go? Quay go. Quay đi cả. Quay cúp. Trời ơi. Ngày cứ đi biết luôn á, chở vô nó mới về cái xong bây giờ đi nữa ơi. Quay. Yên yên cô. Ủa cái bụi bông nè, không mà mai mốt khó tính mua mấy cây bông này trồng này cả nhà. Ủa cái bông nó cái bụi nó rất là bự luôn, rất là đẹp luôn cả nhà. Khó tính mua, khó trồng ở đây, ở chợ trồng ở đây, trồng ở chỗ này một bụi. Trồng ở bên phía bên đây một bụi, trồng hai bụi. Nó màu đỏ với màu trắng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng có hết. Một bụi cái bông của nó nở bùng ra bự lắm, đẹp lắm. Ăn xong rồi bây giờ tới bắt đầu nó giai đoạn nó ăn bánh kem nè. Nó ăn đủ bộ luôn á. Ăn sau cùng mà bây giờ nó ăn dữ dội hơn nữa nè. Đúng không? Ăn này đẻ đi tắm nè không? Ngon, bánh kem này ngon ha. Bánh kem này mẹ đựa đô bè này nó ngon nè. Nó béo béo lắm hả? Đua bè với chú ruột. Em nhắc nó đang muốn ngủ nè. Ông bà cô chú ơi, video mấy mà sẽ quay tới đây thôi. Cảm ơn bà chú đã theo dõi. Hẹn ông bà cô chú vào clip sau. Ông bà cô chú với thương yêu gia đình. Ông bà cô chú đăng ký like share cho gia đình nhỏ này nha. Cảm ơn bà cô chú rất nhiều. Hẹn bà cô chú vào clip sau. Bye bye. Yeah. Bye bye đi con. Bye bye.